Vụ kiện công ty Formosa ra tòa án ở Đài Loan của gần 8.000 nạn nhân đã có một bước tiến mới. Đó là cấp tòa thượng thẩm ở Đài Loan hôm 9 tháng 4 đã ra một phán quyết có lợi cho những người khởi kiện Formosa. Bà Nancy Bùi, Phó Chủ tịch của Hội Công lý cho nạn nhân Formosa JFFV cho biết đây là tin vui, nhưng con đường đấu tranh giành quyền lợi cho những nạn nhân Formosa vẫn còn dài và nhiều khó khăn ở phía trước. Hội JFFV cam kết sẽ đồng hành cho đến khi nào những nạn nhân chịu thiệt hại đòi được công lý, như chính cái tên gọi của Hội Công lý cho nạn nhân Formosa. Hôm 9 tháng 4 vừa qua, Tòa Thượng thẩm ở Đài Loan đã ra một phán quyết rằng hành vi xả thải trái phép của bị đơn là công ty cổ phần thép Formosa Hà Tĩnh đã xâm phạm quyền làm việc, quyền sức khỏe của người khởi kiện và quyền sống trong một gia đình của các nguyên đơn. Phán quyết này dựa theo báo cáo do chính phủ Việt Nam công bố hồi năm 2016, xác định công ty Formosa đã xả nước thải có chứa chất độc như Phenol và Cyanur ra biển. Phán quyết nêu tên 13 công ty bị đơn sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới và bồi thường cho các nguyên đơn. Các bị đơn sẽ phải ngay lập tức dừng hoạt động gây ô nhiễm, áp dụng các biện pháp cần thiết để loại bỏ ô nhiễm và áp dụng các biện pháp khắc phục để sửa chữa và cải thiện môi trường. Phán quyết cũng đã giải thích rằng bản án trước đây của tòa là không đúng khi đưa ra phán quyết rằng các nguyên đơn phải về nơi cư trú, trong trường hợp này là trở về Việt Nam để khiếu kiện. Quy chế quản lý của Đài Loan, đạo luật điều chỉnh việc lựa chọn luật trong các vấn đề dân sự có yếu tố nước ngoài, không quy định rõ ràng về cách phân bổ thẩm quyền xét xử vụ việc có yếu tố nước ngoài. Theo bà Nancy Bùi, dù phán quyết mới nhất của tòa thượng thẩm là có lợi cho các nạn nhân, bản án này vẫn chưa giải quyết thỏa đáng các vấn đề về bồi thường thiệt hại cho nạn nhân, cũng như yêu cầu Formosa phải xử lý ô nhiễm môi trường. Vậy nên, hội JFFV tiếp tục kháng án vào ngày 19 tháng 4 vừa qua. Nhìn chung thì đây là một thắng lợi cho 7.875 nguyên đơn. Tòa án Đài Loan đã công nhận quyền tố tụng của họ trong cái thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử Việt Nam tại Đài Loan. Tuy nhiên cái thắng lợi này chưa thỏa đáng vì tổng số 18 công ty và 4 tổng giám đốc, tức là 24 bị đơn, tòa mới chỉ phán quyết trách nhiệm cho 13 bị đơn mà tôi. Còn 11 bị đơn khác thì không. Một vấn đề khác nữa là những phán quyết của tòa về vấn đề bồi thường cho các nạn nhân cũng như là cải tạo môi trường chưa rõ ràng và thỏa đáng bởi vì do đó các luật sư của nguyên đơn đã có cuộc họp với năm tổ luật sư của các nạn nhân và quyết định kháng án. Hồi tháng 4 năm 2016, công ty thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh, một công ty con của tập đoàn nhựa Formosa Đài Loan, đã gây thảm họa môi trường cho 4 tỉnh miền Trung Việt Nam là Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế. Hàng trăm người ở Nghệ An không có tên trong danh sách bị ảnh hưởng trực tiếp bởi Formosa đã nhiều lần đến tòa án Vũng Án, Hà Tĩnh để nộp đơn kiện công ty này do không được nhận đền bù thỏa đáng, nhưng bị chính quyền ngăn chặn và nhiều lần bị công an, côn đồ đánh đập. Vào tháng 6 năm 2019, hội JFFV thay mặt cho 7.875 nạn nhân Việt Nam nộp đơn kiện công ty trách nhiệm hữu hạn gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh lên tòa án Đài Bắc, Đài Loan. Vào tháng 3 năm 2020, Tòa Thượng thẩm Đài Loan ra phán quyết bác bỏ vụ kiện của các nạn nhân Formosa và cho rằng tòa án nước này không có thẩm quyền xét xử và đề nghị chuyển vụ kiện về Việt Nam. Hội JFFV quyết định kháng án. Đến ngày 18 tháng 11 năm 2020, Tối cao Pháp viện Đài Loan ra một bản án dài 3 trang, hủy bỏ bản án liên quan đến vụ kiện công ty Formosa gây ô nhiễm môi trường biển Việt Nam của Tòa Thượng thẩm và yêu cầu cấp tòa này phải đưa ra một phán quyết mới. Ngày 16 tháng 4 năm 2021 là đúng 5 năm kể từ ngày thảm họa này xảy ra. Bà Nancy nói, tính đến nay, hội JFFV đã hoạt động trên 4 năm. Hơn 2 năm đầu, hội hoạt động trong âm thầm để điều tra cho tới ngọn ngành của vụ án, rồi mới nộp hồ sơ. Vụ án được chính thức đưa ra tòa gần 2 năm nay. Đây là một quãng thời gian khá dài và chắc chắn sẽ kéo dài ít nhất là vài năm nữa, vì tính chất phức tạp của vụ án này có liên quan đến luật pháp của ba quốc gia là Việt Nam, Đài Loan, Hoa Kỳ và cả luật môi trường và nhân quyền quốc tế. Số nguyên đơn cũng gần 8.000 người và bị đơn là 24 người. Cho nên, JFFV đã tiên liệu trước rằng cuộc đấu tranh này rất khó khăn, nó đòi hỏi nhiều thời gian và lòng kiên trì. Khó khăn nhất của vụ kiện vẫn là sự thiếu cộng tác của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Tại các quốc gia khác, khi Formosa vi phạm luật môi trường thì nhà nước đứng ra giúp đỡ,
tạo mọi điều kiện để giúp người dân trong vấn đề điều tra, tìm hiểu nguyên nhân và trừng phạt người gây ra tai họa bằng luật hình sự hoặc luật hành chính. Trong khi nhà nước Việt Nam thì đứng về phía công ty là thủ phạm gây nên cảnh tang thương cho môi trường, lao đao khốn khổ cho người dân, bắt bớ, bỏ tù bất cứ ai dám đứng lên đòi công lý cho nạn nhân. Họ ngăn cản, săn đuổi, dùng độc kế để ngăn chặn bằng mọi cách. May mắn, hội là tập hợp của những người Việt tự do của hơn 10 quốc gia trên thế giới đã vì tình thương và nghe tiếng kêu cứu của người dân miền Trung mà đứng lên giúp đỡ. Và hội đã đặt tên, tự nhận tên là Công lý cho nạn nhân Formosa. Sau đó mà khi nào mà người dân đó tìm được công lý thì hội mới ngừng làm việc. Tháng 12 năm 2020, báo chí nhà nước đưa tin Tổng cục Môi trường Việt Nam ra quyết định ngừng giám sát đặc biệt đối với Formosa Hà Tĩnh sau khi kết quả kiểm định tính đến trung tuần tháng 12 năm 2020 cho thấy tất cả 53 trên 53 lỗi vi phạm của công ty này đã được khắc phục. Đây là 53 lỗi vi phạm do Ban Thanh tra Liên ngành Bộ Tài nguyên và Môi trường đề ra để liên tục quan trắc nhà máy công nghiệp gang thép Formosa Hà Tĩnh. Công ty đã từng xả thải trực tiếp ra môi trường, khiến nguồn nước của 4 tỉnh miền Trung bị ô nhiễm, làm hải sản chết hàng loạt hồi năm 2016. Tuy nhiên, các kết quả kiểm định như thế nào, mọi dữ liệu quan trắc hoạt động của Formosa vẫn chưa được công bố, minh bạch với công chúng. Một người dân sống ở Kỳ Anh, Hà Tĩnh là nơi đầu tiên phát hiện ra hiện tượng cá chết hàng loạt hồi năm 2016, trả lời phỏng vấn RFA nhưng yêu cầu giấu danh tính vì lý do an toàn. Ông cho biết, hằng ngày Formosa vẫn xả khói bụi, xỉ than ra môi trường. Còn về chất lượng nước biển và các loại hải sản thì ông không biết đã an toàn hay chưa vì chính quyền không công bố bất kỳ báo cáo nào liên quan đến Formosa xả thải. Bây giờ, chúng tôi không biết những loại hải sản mà chúng tôi đánh bắt được có bị nhiễm độc hay không. Không ai có thể khẳng định nước biển đã an toàn hay chưa. Nhưng mà theo tôi thấy, trong những năm qua, thì bệnh tật do môi trường ô nhiễm gây ra ngày càng tăng cao. Số bệnh nhân ung thư đáng báo động trên toàn thị xã. Hậu quả mà thảm họa Formosa để lại không chỉ là biển nhiễm độc, cá chết, người dân mất việc, mà nó còn kéo theo nhiều hệ lụy khác. Bà nói, sau 5 năm, vẫn còn một số đông nạn nhân chưa nhận được đền bù hoặc số tiền không tương xứng với những gì mà họ đã mất. Số người mắc bệnh ung thư hay liên quan đến ô nhiễm môi trường ngày càng cao. Nhiều gia đình sống trong cảnh chia cắt vì bố mẹ phải bỏ xứ đi làm ăn xa. Chính vì vậy mà người đại diện cho JFFV khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác với các tổ chức đấu tranh cho môi trường và nhân quyền để nói lên tiếng nói của các nạn nhân và tìm được sự đồng cảm của người dân Đài Loan rằng cực chẳng đã các nạn nhân mới phải sang tận Đài Loan để tìm công lý. Vì dưới chế độ hà khắc và độc tài Việt Nam, họ không thể tìm thấy công lý ngay trên chính quê hương của mình. Kính thưa quý vị, tôi là Đặng Hữu Nam, linh mục quản chính Phú Yên, giáo phận Vinh, thuộc địa bàn xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Thảm họa môi trường tại miền Trung Việt Nam đã gây ra bao thảm trạng kinh hoàng, hiện tại cũng như tương lai của con người và vạn vật bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Người dân đang sống trong cảnh khốn đốn, hoang mang, lo sợ và phẫn nộ thì các cơ quan chức năng lại trốn tránh, chính quyền thì im lặng một cách vô trách nhiệm đến ghê sợ. Một số quan chức còn đưa ra những phát ngôn ngang ngược, coi thường tính mạng con người và pháp luật. Trong khi người dân mất nguồn sống, mất niềm tin, thì các nhà lãnh đạo, những người cầm quyền lại chỉ lo giữ ghế, giữ đảng, mà quay lưng lại với nỗi đau của người dân. Trong khi các tổ chức tôn giáo và dân sự lên tiếng bảo vệ môi trường, yêu cầu nước sạch cho cá, minh bạch cho dân, khiếu kiện đòi quyền lợi chính đáng và cải tạo môi trường sống, thì bị cái nhà nước được mệnh danh là của dân, do dân và vì dân này thẳng tay đàn áp, bắt bớ, xịt hơi cay vào mặt, đánh đập một cách tàn độc hơn là đối xử với kẻ thù. Thậm chí nhà cầm quyền còn dùng mọi nguồn lực, mọi phương tiện, mọi biện pháp, mọi lúc, mọi nơi để tuyên truyền, xuyên tạc sự thật, chạy tội cho Formosa và đàn áp, đánh phá, vu cáo, bôi nhọ, mạ lị các nhà lãnh đạo, tổ chức tôn giáo, các nhân sĩ yêu nước và người lên tiếng đấu tranh. Họ tổ chức cho người rải truyền đơn, vu cáo, càng bằng rôn xúc phạm, kích động bạo lực và gây chia rẽ lương giáo. Họ thành lập tổ hồng vệ binh, chuyên khủng bố tinh thần, ném đá, phá nhà, phá tài sản, cướp của, xúc phạm niềm tin và triệt đường sinh kế của người dân.
Họ cho người ném đá nhà thờ, phóng uế nơi thánh thiêng. Hiện nay, chúng tôi gặp vô cùng khó khăn và nguy hiểm, khó khăn về nhân lực, khó khăn về pháp lý, khó khăn về kinh tế. Bên cạnh đó, chúng tôi còn phải đối diện với mưu hèn kế bẩn của nhà cầm quyền, khi xem chúng tôi là kẻ thù của chế độ vì cái tội phản đối Formosa, phản đối thảm họa môi trường, lên tiếng bảo vệ nguồn sống và quyền sống của con người. Họ sẵn sàng dành cho chúng tôi những bản án bất công và ra tay thủ tiêu chúng tôi bất cứ lúc nào, như đã rất nhiều lần công khai tuyên bố. Tôi tha thiết kêu gọi các tổ chức bảo vệ môi trường, các chính phủ dân chủ, cũng như những ai đấu tranh cho công lý, nhân quyền và công luận thế giới lên tiếng mạnh mẽ để người dân Việt Nam chúng tôi được sống trong một môi trường trong lành và an toàn. Xin quý vị tiếp tục đồng hành, nâng đỡ và cầu nguyện cho chúng tôi. Xin cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.